Xin chào các bạn, đây là lần thứ 3 mình có mặt ở làng tranh bức họa 3D Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Và lần này quay lại, mình sẽ quay flycam ngôi làng này, xem nó từ trên cao, vị trí của nó như thế nào mà lại được các nghệ nhân ưu ái vẽ tranh 3D cho ngôi làng này. Cách đây 4 năm 2017 thì ngôi làng này khá là nổi tiếng với rất đông khách du lịch đến đây thưởng thức cảnh đẹp bức tranh của làng, sau đó ra gành chiến thắng cảnh để chụp hình tắm biển ngắm san hô. Con đường này mình đang đi đây là con đường đi ra gành yến, và những bức tranh được vẽ hai bên tường, hai bên đường của các nhà dân. Nhưng mà theo mình thấy thì không biết có phải là do dịch Covid-19 hay không, mà lần này đến đây mình thấy khá là vắng bóng khách du lịch, gần như là không có ai ạ. Chứ lần trước mình đến ấy, rất nhiều người chụp ảnh check in hai bên con đường này, rất là đông. Đối với vắng khách du lịch thì những bức tranh ở đây có vẻ như không được chăm sóc vệ sinh bảo quản nên nó đang bị xuống cấp, thậm chí là bùn đất đã phủ lên những bức tranh này. Chà bẩn hết rồi, có ai lau chùi. Đẹp nhất thế mà. Có lau chùi gì ạ? Mình sẽ cho xe đi thẳng một mạch ra gành yến và gửi xe đấy, sau đó dùng con flycam bay ngắm cảnh gành yến, sau đó cho flycam bay vào trong làng Thanh Thủy để quay cảnh của ngôi làng này các bạn nhé. Bây giờ mình đã ra đến gành yến, cảnh thì vẫn đẹp như trưa, vẫn đẹp như vẻ tự nhiên của nó thắng cảnh gành yến, nhưng mà con người, các cái dịch vụ, các cái quán cà phê, quán nước uống, quán nhậu, quán hải sản, bà con ở đây nó đã không còn các bạn, chỉ còn bãi gửi xe đây thôi, nhưng mà cũng chả có ai trông coi ở đây cả, mình để xe thoải mái ở đây, khá là buồn. Trên cao vẫn còn một số mái nhà nhưng chẳng còn cái gì nữa, và đây là một ngôi nhà trước rất khá là khang trang, mình đã từng vào ăn uống ở đây nhưng bây giờ nó đã bị đập phá rồi. Mình nói thật với các bạn là Quảng Ngãi được thiên nhiên ưu ái nên cái đường bờ biển chỗ nào cũng cực kỳ đẹp luôn, chỗ nào cũng thuận lợi cho du lịch hoặc là làm cả nước sâu gì đấy.
phía bên này là mình từng tắm biển lặn san hô đây. Cái clip tí nữa mình sẽ để ở trên dấu tâm than ở góc bên phải màn hình các bạn nhé. Cái clip nó hơi xấu một tí nhưng mà nó đỡ thể hiện được là khi ra đây chúng ta có thể chơi những gì ở chỗ này. Mình đã để ở trên dấu tâm than bên góc phải màn hình các bạn. Tại sao thắng cảnh ở đây lại được gọi là gành yến? Và gành, ngày xưa có những con chim yến làm tổ ở đây. Cái thứ hai nữa, đó là các bạn có thể nhìn thấy mỏ của một con chim đang rải cánh bay ra biển. Đấy, chuyện gì người ta gọi là gành yến vì như thế, vì ngày xưa có chim yến làm tổ ở đây, nằm trên các vách đá cao. Và thứ hai nữa là cái địa hình của quả đất này nhô ra giống như có hình của một con chim yến. Bây giờ thì mình sẽ cho máy bay bay vòng vào trong làng Thanh Thủy nha các bạn. Đây là toàn cảnh ngôi làng 3D mà chúng ta vừa đi xe máy từ trong kia ra đây. Xung quanh làng là những cánh đồng tỏi, hành tím. Ở đây thì họ trồng tỏi trên đất thịt các bạn. Họ trồng tỏi trên đất liền, đất thịt. Sau đó họ chở cát từ ngoài biển về phủ lên trên mặt đất. Khi thu hoạch xong họ lại cào cát đi. Và khi trồng tỏi, trồng hành tím vào họ lại phủ, lại cào lấp cát trở lại. Và được khoảng đâu 4-5 lần hay bao nhiêu lần gì đấy thì họ lại thay cát một lần. Và cái quy định thời gian để thay cát thì ở trong xóm có cái quy định là cát ở ngoài bờ biển không cho ai đến lấy. Và chỉ được dùng nó cho việc trồng hành trồng tỏi ở đây thôi. Và nói đến Quảng Ngãi thì chúng ta sẽ nhắc ngay đến đó là đặc sản là tỏi Lý Sơn, thơm ngon nổi tiếng cả nước luôn. Và những cánh đồng tỏi ở đây cũng được người dân trồng như trên đảo Lý Sơn. Chỉ có điều là đảo Lý Sơn nó nhiều nắng, nhiều gió nên cái tỏi nó có cái hương vị thơm ngon hơn trong đất liền. Mà theo như mình biết ở Việt Nam ngoài tỏi Lý Sơn ra còn có một cái chỗ trồng tỏi cũng nổi tiếng nữa, đó là trồng hành tỏi tím ở Phù Yên, Sơn La. Có dịp mình sẽ lên Phù Yên, Sơn La chơi, tại vì nơi đây mình có rất là nhiều người bạn ở trên này. Thôn Thanh Thủy có 4 xóm làng các bạn. Trong đó thì 3 xóm là chuyên làm hành tím, như xóm Hải Thành, Hải Yên, Hải Thuận. Và một xóm làm nghề đi biển, đó là xóm Hải Hoa. Thanh Thủy được ví như là một Lý Sơn thứ hai của Quảng Ngãi, với 180 hecta trồng hành tím, sản xuất 3 vụ, sản lượng trên 1.800 tấn. Nơi đây trở thành thủ phủ lớn thứ hai của Quảng Ngãi về trồng hành tím. Hàng năm thì vào ngày 20 tháng 12, người dân thôn Thanh Thủy thường tổ chức lễ hội cầu ngư trong 2 ngày. Với nghi lễ là nghinh thần Nam Hải, một vị thần cá voi đã giúp đỡ người dân đi biển khi gặp sóng gió và được bà con tôn thờ. Nghi lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tôm cá đầy thuyền. Và để thu hút khách du lịch thì huyện Bình Sơn đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để mở đường vẽ tranh 3D. Vì như các bạn đã thấy đầu video, họ vẽ tranh 3D trên tường nhà của các hộ dân Thanh Thủy theo con đường dẫn ra tới cảnh yến. Và sau 4 năm thì những bức tranh đang bị đi xuống cấp một cách trầm trọng. Và mơ ước về một ngôi làng du lịch của tỉnh Quảng Ngãi thì không biết còn giữ vững được nữa hay không, chẳng tại do con corona covid-19.
Thiên nhiên ở đây cũng ưu đãi cho cái làng Thanh Thủy này khi có 2 km bờ biển, có bãi cát trắng nối liền với thôn Phước Thiện, cái thôn mà video clip trước mình đã làm, nên là một cái bãi tắm rất đẹp. Biển ở Quảng Ngãi thì nước khi nào cũng cực kỳ trong và xanh. Các bạn ở đây có thể đi tắm đến tận tháng 9, còn từ tháng 10 trở đi thường ở đây nó hay có sứa các bạn. Thì tắm thì nó bị ngứa ngứa một tí thôi, ngứa đây là do sứa thôi. Nhưng mình vẫn tắm bình thường. Như vậy video quay toàn cảnh ngôi làng Thanh Thủy, ngôi làng bức họa 3D nổi tiếng của Quảng Ngãi nên xin kết thúc ở cuối clip này. Mình sẽ để lại mấy phút để cho chiếc xe đi ra khỏi làng và quay lại nữa những bức tranh 3D hai bên đường các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn xem video trên YouTube. Bye bye, tạm biệt các bạn. Ủa mà chui đành rửa ấy, vẫn đẹp ấy. Đi vào bạch thì mua quậy đây cầm đấy đầu tư nhiều tiền rất là nhỉ, thoải mái về thời gian nhớ đường không đi thẳng này ra thẳng đấy. Đường điện đi thôi.